Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với channel TTF Yu-Gi-Oh! Master Duel. Duel Bell là một tộc bài mới ra mắt tại Master Duel trong thời gian qua. Tộc bài đã nhanh chóng trở thành một thế lực định hình lại meta, cho dù vẫn còn đang ở trong giai đoạn sơ khai nhất. Video này giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về deck Duel Bell và hiểu được các điều cơ bản nhất về cách combo này nhằm khắc chế meta hiện tại trước khi các support hàng khủng của Duel Bell cập bến trong tương lai. Trước khi bắt đầu video, nếu các bạn muốn ủng hộ chúng mình tiếp tục làm về chủ đề này, đừng quên để lại một đăng ký kênh nhé. Điều đó sẽ giúp chúng mình rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn xem video vui vẻ. Trước hết chúng ta cùng đến với các lá bài chủ lực then chốt của bộ bài. Lá bài đầu tiên mà chúng ta nói đến chính là Samsara D. Lotus. Đọc có chữ D trong tên thì biết gia phả nó cũng như thế nào. Là một quái thú hồi bóng tối, bạn có thể hiến tế lá bài này triệu hồi đặc biệt một quái thú Duel Bell từ trong cọc bài của bạn. Trong lượt của đối thủ, khi hiệu ứng của quái thú được kích hoạt, trong khi bạn control một ít nhất là một Duel Bell, bạn có thể hiến tế lá bài này. Hiệu ứng được kích hoạt sẽ trở thành phá hủy một quái thú Duel Bell ở trên sân trong end phase của bạn. Nếu sân của bạn có ít nhất một Duel Bell và lá bài này đang ở trong một của bạn, bạn có thể thêm lá bài này vào tay của bạn hoặc là triệu hồi đặc biệt nó. Và lưu ý, bạn chỉ được kích hoạt mỗi hiệu ứng một lần mỗi lượt. Điều bạn cần để tâm nhất ở lá bài này chính là hiệu ứng đầu tiên. Khi bông sen có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú Duel Bell từ bộ bài, thường sẽ là Spirit of Duel Bell. Hơn 70% các deck Duel Bell sẽ bắt đầu combo cơ bản từ lá bài này. Đồng thời, lá bài này cũng không yêu cầu bất kỳ điều kiện gì, nên tính cơ động và độ hiệu quả của Lotus vô cùng cao khi so với giá thành của mình chỉ một lá bài SR. Lá chiêu lực kế tiếp được đề cập đến đó chính là Nightmare Thorn, một lá Field Spell với mệnh giá là UR. Khi lá bài này được kích hoạt, bạn có thể lấy một quái thú Fang có công và thủ bằng 0 từ bộ bài và add nó lên tay của bạn, hoặc bạn có thể phá hủy nó mỗi lượt một lần. Nếu một hoặc nhiều quái thú Duel Bell đang lật trên sân của bạn rời sân bằng hiệu ứng bài, bạn có thể add lên tay một quái thú Duel Bell từ bộ bài mộ hoặc là khu vực Banish có cấp sau ban đầu cao hơn hoặc thấp hơn 1 so với quái thú bị phá hủy. Sau đó bạn có thể triệu hồi đặc biệt nó. Bạn có thể bỏ qua điều kiện triệu hồi và bạn chỉ không thể triệu hồi quái thú đó chỉ khi bạn không thể đưa nó được lên tay thôi. Ví dụ như cái quái thú Duel Bell Fusion sẽ được trả về extra deck khi áp dụng hiệu ứng này thay vì là lên tay bạn. Và bạn chỉ có thể kích hoạt một Nightmare Thorn mỗi lượt. Lá bài cho phép chúng ta triệu hồi thêm sát, đồng thời là setup cho combo. Bên cạnh đó còn có thể đè hiệu ứng khá là khó chịu mà không bị bất kỳ điều kiện bất lợi nào. Khi kích hoạt, 99% bạn sẽ add the D-Lotus lên tay. Nếu đã có D-Lotus rồi, bạn có thể add quái thú khác hỗ trợ cho combo hiệu quả. Lá bài Field Spell này khá là đúng với giá thành, mang đến nhiều hiệu ứng khá là có lợi, hay phải nói là quá nhiều lợi ích cho deck Duel Bell. Và đó là hai lá bài chủ lực của deck Duel Bell theo ý của mình, vì công dụng của hai lá bài này khá là nhiều và vô cùng hiệu quả nữa, cũng như là không đi kèm bất kỳ hiệu ứng xấu nào. Tiếp theo sẽ là những lá bài quan trọng trong chuỗi combo của tập bài. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến lá bài Spirit of Duel Bell. Các bạn thấy sự xuất hiện của lá bài này nhiều đến mức độ mà bạn quên luôn bản gốc phải không? Lá bài này không phải bị phá hủy trong chiến đấu, bạn cũng không nhận bất kỳ thiệt hại từ các đợt tấn công nhắm đến lá bài này. Nếu lá bài này bị phá hủy, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một Duel Bell đã bị banish ở trên tay trong bộ bài hoặc dưới mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của Spirit of Duel Bell một lần mỗi lượt. Khi một quái thú của đối thủ tấn công, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay của bạn. Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt, bạn có thể add lên tay của bạn hoặc là up xuống sân một lá bài phép hoặc cạm bẫy từ bộ bài có đề cập đến Duel Bell. Lá bài này chính là chủ combo phía sau của Samsara D. Lotus, với phần hiệu ứng khá là đa dạng để setup một lá bài phép hoặc cạm bẫy lên trên sân tùy thuộc vào bài trên tay của bạn. Hiệu ứng sau phá hủy của Spirit of Duel Bell giúp đáp ứng điều kiện của một số lá bài trong deck, đồng thời triệu hồi thêm sát để combo. Bên cạnh đó, lá bài cũng tương thích rất là tốt với Nightmare Thorn, được đề hiệu ứng từ Field Spell nên bạn có thể chắc chắn triệu hồi được thêm ít nhất nữa là một sát của Duel Bell lên trên sân trong chuỗi combo của mình. Dù vậy nhưng lá bài này không được xét là lá bài chủ lực vì phải chịu tác động từ các lá bài khác mới có thể phát huy hết
toàn bộ tiềm năng đáng ấn tượng của bản thân. Dù vậy, Spirit of Jubel vẫn là một trong những mắt xích rất là quan trọng, phải gọi là quan trọng nhất của tộc bài trong thời điểm hiện tại. Một trong số những lá bài có thể gây ra áp lực rất là lớn đối với deck Jubel này, chúng ta phải đề cập đến Phantom of Jubel, một lá fusion khá đặc biệt trong hàng extra deck của Jubel. Bắt buộc phải được special summon từ extra deck của bạn bằng cách đưa cực trở lại bộ bài. Hay trong extra deck, các lá bài gồm một quái thú Jubel và một quái thú Fang với công thủ bằng không ở trên từ trên tay này, trên sân hoặc là mộ của bạn. Đặc biệt là lá bài này không thể được sử dụng để làm nguyên liệu fusion nhé. Lá bài này sẽ không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu và bạn cũng sẽ không nhận bất kỳ thiệt hại nào từ các đợt tấn công nhắm đến lá bài này. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng của quái thú quý vị phát, bạn có thể hiến tới lá bài này. Hiệu ứng được kích hoạt sẽ trở thành đối thủ của bạn tiêu diệt một quái thú Jubel ở trong cục bài trên tay hoặc trên sân của họ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Phantom of Jubel một lần mỗi lượt. Do điều kiện triệu hồi của lá bài khá là dễ dàng, lá bài này đảm nhận hai vai trò, vừa trở thành boss kiểm soát sân và hiệu ứng của đối thủ, vừa là một sát vô cùng hiệu quả trong giai đoạn combo. Điều tuyệt vời chính là khả năng tương tích tốt đối với cross ship, giúp triệu hồi thêm quái thú cũng như phục hồi tài nguyên sau chuỗi combo vô cùng tốn kém. Nói chung, tính toàn vẹn của lá bài này khá là cao, dù vậy vẫn vẫn vướng một số điều kiện triệu hồi. Nếu bạn bóc bài mà trên tay không có một lá quái thú nào hay toàn là bài phép không liên quan thì xem như là đi. Với lá bài này không thể tự mình di chuyển combo được, vì nếu bạn gặp thì bạn có thể hu hai quái thú về để triệu hồi Phantom of Jubel nhằm chữa cháy và sống sót qua đến lượt kế tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về bài phép, bắt đầu với một lá đơn giản nhưng khá là tốt nhé. One for one, quăng một quái thú từ trên tay của bạn xuống mộ, triệu hồi đặc biệt một quái thú level 1 từ trên tay hoặc bộ bài của bạn. Các bạn cũng hiểu tại sao lá bài này khá được Jubel hết rồi đấy. Nhìn vào artwork thì chúng ta cũng hiểu là khi kích hoạt lá bài này sẽ chú ý triệu hồi các bông sen ở trên thành đây đúng không? Tôi bảo mà, nó là vua hải tặc, chờ mọi người không nghe. Ngoài ra lá bài này cũng có thể triệu hồi một số mồi để câu hand trap nữa. Chỉ có một điểm yếu khá là nhỏ, bạn phải mất một quái thú để kích hoạt. Cũng giống như Phantom of Jubel, nếu bạn không kéo lên quái thú nào thì coi như bỏ. Lá bài phép quan trọng kế tiếp chính là Nightmare Pain. Trong end phase của bạn, bạn có thể kích hoạt lá bài này, phá hủy một quái thú hệ bóng tối từ trên tay hoặc đang lật ở trên sân của bạn, sau đó thêm một Jubel hoặc một lá bài để cầm đến Jubel từ bộ bài lên trên tay, ngoại trừ Nightmare Pain. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Nightmare Pain một lần mỗi lượt. Nếu trên sân của bạn có ít nhất một quái thú Jubel, các quái thú của đối thủ khi tấn công phải bắt buộc tấn công quái thú Jubel. Các đợt tấn công lên quái thú Jubel sẽ áp dụng thiệt hại lên người của đối thủ. Các bạn cứ hiểu đây là Mikenko 2.0 mà được. Lá bài phép tỉnh cũ này đa số được Spirit of Jubel kéo lên thông qua hiệu ứng của mình. Đồng thời Nightmare Pain cũng sẽ bắn bỏ lá Spirit of Jubel để kích hoạt hiệu ứng của mình. Nhìn chung thì mình thấy lá hai lá bài này là dành cho nhau rồi. Ngoài ra, bạn có thể bắn phá một lá không dùng đến ở trên tay để add một số lá cần thiết trong khởi đầu combo của mình. Nhớ để điều kiện phá hủy của lá bài nha. Còn lại cũng như một số lá bài khác đã nói đến phía trên, nếu bạn toàn là phép với cạm bẫy thì coi như lá bài này trên tay của bạn cũng vô dụng. Chúng ta đã điểm qua một số lá bài quan trọng của deck ở phía trên. Dù sức mạnh của những lá bài này khá là lớn, nhưng chúng không phải toàn bộ sức mạnh tổng thể của tộc bài. Vì để hình thành lên một khối không dứt, những khớp nối, liền mạch, những lá bài phụ trợ khác luôn là một phần không thể thiếu trong deck của Jubel. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với decklist cơ bản của tộc bài nhé. Đầu tiên nói về hand trap, ba son ba maxi là lựa chọn khá phổ biến. Đồng thời chúng ta cũng sẽ sử dụng hai chỉ tay và một chỉ kiếm. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải cho ít nhất là hai infinite vào trong bộ bài, vì lá bài này có thể tạo áp lực lên phần sân của đối phương khi ta đi trước hay là đi sau. Đặc biệt, khá nhiều quái thú Jubel khá là ngại Infinite.
Việc sở hữu lá bài bảy này ở trong ngọc bài giúp chị kiếm có thể bảo kê sân của chúng ta một cách hiệu quả hơn khỏi hand trap này. Hoặc bạn cũng có thể bỏ thêm một số effect Baylor vào để tránh hiệu ứng tương tự như Infinite. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng một số hand trap thông dụng khác như là Roy này Lockbird hoặc các BSC hay là Nibiru này, tùy vào sở thích và khả năng tận dụng bài của các bạn. Bây giờ đến với món chính, các quái thú bài phép cầm 7 chính cho deck Jubel. Đầu tiên, Samsara Dilotus và Nightmare Thorn là những lá bài quan trọng nên chúng ta sẽ sử dụng tối đa. Hiện tại là sẽ là 3 copy cho hai lá bài này, giúp chúng ta có thể combo được ngay khi kéo chúng lên tay. Spirit of Jubel và Nightmare Pain sẽ được cân nhắc khoảng là từ 2 đến 3 copy. Điều này cũng sẽ tùy thuộc vào việc bạn có hay bị gạch với những lá bài này hay không. Đối với các bạn mới build thì mình khuyến khích là 2 Nightmare Pain và 3 Spirit of Jubel. Sau một thời gian trải nghiệm, các bạn có thể tăng giảm số lượng của hai lá bài này lên tùy theo phong cách chiến đấu của các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là Opening of the Spirit Gate và Dark Beckoning Beast. Hai lá bài này chúng ta sẽ dùng luân phiên giữa từ 2 đến 3 bản sao. Mình đánh giá chung thì hai lá bài này có khả năng mix combo khá là hay và cũng như dễ đánh lừa đối thủ, nhưng đôi lúc cũng sẽ gặp một cách bất cường, chỉ đôi lúc thôi nhé. Mình sẽ chỉ sử dụng 2 Dark Beckoning Beast và 3 Opening of the Spirit Gate. Có thể là sẽ thêm một Chaos Summoning Beast. Quay lại với các lá bài Jubel: Gruesome Race, Whimmer, Jubel, Jubel Terror Indicate và lá bài 7 Eternal Favorite. Chúng ta sẽ dùng một copy. Riêng đối với Gruesome Race, Whimmer, từ giờ tôi sẽ gọi nó là tím đi. Riêng đối với tím, nếu chúng ta hay cạn tài nguyên vì thiếu lá bài này thì bạn có thể dùng 2 bản sao của nó. Điều này vẫn có cho thấy một hiệu quả khá là tốt nha. Còn dùng 3 bản sao thì tôi thấy nó hơi nhiều quá. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng một lá Mentor Chronicle. Bạn có thể kích hoạt nhiều hiệu ứng hữu dụng của lá bài này, như là phục hồi tài nguyên này, phá hủy bài và có thể kéo được Super Bully lên trên tay sau chuỗi combo của mình. Super Bully sẽ cung cấp hiệu ứng dung hợp quái thú trên sân của đối phương không khác gì so với Eternal Favorite. Dù vậy, lá bài này chỉ phát huy hiệu quả khi bạn có thể combo. Thật ra lá bài này cũng sẽ là một cục gạch nếu như trên tay bạn đã gạch sẵn rồi. Tiện nhắc đến Super Bully, chúng ta có thể sử dụng 2 bản sao của nó ở deck này. Nếu bạn không đủ tài nguyên để sắm vào 2 lá này, bạn có thể sử dụng một thôi hoặc có thể bỏ qua luôn, không sao cả. Chúng ta có lá bài Eternal Favorite đã có khả năng fusion quái thú trên sân của đối phương rồi. One for One là lá bài phép khá là hữu dụng như đã đề cập ở trên, và chúng ta chỉ có thể sử dụng được một copy của nó thôi vì lá bài này đang nằm trong diện limited và có thể đi bụi bất kỳ lúc nào. Cuối cùng là ở trong main deck, chúng ta sẽ điểm qua một số enchanted support khá là tốt cho deck Jubel nhé. Về quái thú, chúng ta sẽ sử dụng một enchanted Soul of Samara và có thể sử dụng thêm một số enchanted khác tùy theo sở thích và kinh nghiệm của bạn. Sau đó sẽ là lá bài 7 Escape of the Enchanted, có khả năng bắn phá bài trên sân khá là khó chịu. Savara sẽ giúp kéo Escape of the Enchanted lên sân, đồng thời cũng sẽ phá hủy một quái thú trên sân của ta giúp kích hoạt hiệu ứng của chúng, và về sau sẽ đóng góp một vai trò lớn hơn nữa khi các support mới của Jubel ra mắt. Bước đến quan trọng nhất chính là Extra Deck. Mở đầu chắc chắn là Phantom of Jubel rồi. Chúng ta sẽ sử dụng từ 2 đến 3 bản sao. Ai nghèo như tôi thì cứ sử dụng 2 bản sao thôi nha là được rồi, không cần tới 3 đâu. Nhưng mình vẫn ưu tiên 3 bản sao hơn. Điều này giúp các bạn dễ dàng combo và dễ chữa cháy hơn nè. Cũng như phòng một số trường hợp như là quái thú màu đỏ nào đó quẩy sao 3 display down một quái thú trong extra deck của bạn. Tiếp đến, trong hàng quái thú fusion chúng ta sẽ sử dụng một Jubel, The Loving Defenders Forever. Lá bài này chủ yếu được triệu hồi thông qua hiệu ứng dung hợp tầng sân, nhằm loại bỏ gần như tất cả các quái thú mà đối thủ có. Nói chung, chỉ nên sử dụng một bản sao thôi. Một số quái thú fusion khác bạn có thể sử dụng để kết hợp với Super Bully nếu như bạn có ít nhất là một lá bài này trong cục bài. Phổ biến sẽ là Venom rồi, hay là có thể là sử dụng cái con chim này này, hoặc có thể là một con gì đó trong giống con rồng hay con rùa này mà tôi cũng không biết nữa. Đối với các quái thú liên, đầu tiên sẽ là một Enchanted Soul of Yama, dùng để kéo Savara từ trong deck lên trên tay.
đồng thời cũng sẽ chống gạch ở mức khá nếu bạn không có bất kỳ quái thú Yubel nào trên tay, chỉ có các quái thú fan thôi. Từ Yama, chúng ta cũng sẽ phải có một Enchanted Soul of Raid và một Enchanted Soul of Argus. Hai quái thú Enchanted có khả năng link cái quái thú của đối phương và làm phá sản các chiến thuật để lại quái thú trên sân để áp dụng điều kiện triệu hồi như của Bright này, nó cũng có thể là Evil Twin này. Tiếp theo sẽ là một Rosship, một Little Knight và một Avalosa. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số lá bài khác. Ở đây mình có gợi ý một số lá bài như trên hình. Nếu các bạn có những support khác có sức mạnh còn lớn hơn nữa hoặc là dễ chơi hơn nữa, hãy comment xuống dưới để mọi người cùng biết với nhé. Sau khi xây dựng xong deck, chúng ta sẽ cùng đến với combo. Trước hết sẽ là một cái combo cơ bản cho Field Spell Nightmare Thorn. Trước hết kích hoạt Nightmare Thorn, add một Samsara Relotus lên tay. Sau đó, 5 màu summon bông sen vừa lấy được, kích hoạt hiệu ứng tự khiến tới bản thân để triệu hồi đặc biệt Spirit of Jubel. Kích hoạt điều kiện được triệu hồi đặc biệt của Spirit of Jubel, chúng ta thêm Nightmare Pain từ bộ bài lên trên sân. Kế đó, kích hoạt lá bài phép định cũ ấy, phá hủy đi Spirit of Jubel đang lật ở trên sân. Chúng ta add tím từ trong deck lên trên tay. Khi Spirit of Jubel bị phá hủy, chúng ta sẽ kích hoạt các hiệu ứng lần lượt và Gem 1 sẽ là Spirit of Jubel giúp triệu hồi đặc biệt Jubel từ trên tay hoặc bộ bài lên trên sân. Gem 2 sẽ là Nightmare Thorn giúp add Jubel. Tôi đọc nó là vàng đi. Giúp add vàng lên tay, sau đó sẽ triệu hồi đặc biệt lá bài này. Tiếp đến triệu hồi tím, nhưng đừng phá hủy bất kỳ lá bài nào hết nhé. Dùng Jubel vàng và tím link summon lên một Enchanted Soul Lord of Yama. Kết hoạt hiệu ứng và add Savara lên tay. Kích hoạt hiệu ứng lá bài ở trên tay và triệu hồi đặc biệt Samara bằng cách phá hủy đi lá bài Jubel ở trên sân. Sau khi bị phá hủy, Jubel sẽ triệu hồi đặc biệt lên lại Jubel vàng. Đến lúc này, chúng ta mới kích hoạt hiệu ứng của tím ở dưới 1 tự banish bản thân và triệu hồi đặc biệt lại Spirit of Jubel. Tiếp tục liên summon Enchanted Soul of Rage bằng cách sử dụng hai quái thú Savara và Spirit of Jubel. Khi rơi xuống 1, Savara sẽ set lá bài 7 Escape of the Enchanted từ trong deck lên trên sân. Từ trong extra deck, chúng ta triệu hồi đặc biệt Phantom of Jubel bằng cách thu hồi các quái thú Jubel và fan từ dưới 1 về lại deck. Sau khi đã đủ số lượng, chúng ta lên summon tất cả các quái thú chỉ trừ lại Enchanted Soul of Rage, triệu hồi đặc biệt Avalosa. Cuối cùng, chúng ta triệu hồi thêm một Phantom of Jubel từ extra deck như cách ở trên. Như vậy, chúng ta có một sân với 3 hiệu ứng nhằm đến quái thú, một khóa bài, một link quái thú của đối phương, chỉ thông qua duy nhất một lá là Nightmare Thorn để combo. Tiếp theo sẽ là combo 2, một card combo Samsara Dilotus. Trước hết, bạn có thể kích hoạt 1 for 1 để triệu hồi đặc biệt bông sen này, hoặc là normal summon nó từ trên tay. Sau đó kích hoạt hiệu ứng như bình thường, triệu hồi đặc biệt Spirit of Jubel. Kích hoạt điều kiện được triệu hồi đặc biệt của Spirit of Jubel, chúng ta thêm Nightmare Pain từ bộ bài lên trên sân. Kế đó, kích hoạt lá bài phép binh, phá hủy Spirit of Jubel đang lọc ở trên sân, giúp add tím từ trên deck lên trên tay. Sau khi bị phá hủy, Spirit of Jubel sẽ triệu hồi đặc biệt Jubel từ trong bộ bài ra sân. Đến đây combo sẽ khác hơn so với combo một hạt đầu tiên. Chúng ta sẽ triệu hồi đặc biệt
tím và phá hủy lá bài Jubel nhằm giúp lá bài này kích hoạt hiệu ứng triệu hồi đặc biệt Jubel vàng lên sân. Sau đó chúng ta sẽ link summon triệu hồi đặc biệt Crosship từ trong cột bài bằng cách lấy nguyên liệu link là hai quái thú to trên sân. Tiếp theo từ trong extra deck chúng ta triệu hồi đặc biệt Phantom Jubel bằng cách thu hồi Jubel và Jubel vàng từ dưới mộ và lại cột bài. Lưu ý là phải triệu hồi đạt vào điểm link của Crosship để kích hoạt hiệu ứng của cụ nhé. Nếu làm đúng, Crosship sẽ triệu hồi đặc biệt lên lại Lotus. Dùng Lotus và Phantom of Jubel, Link Summon lên thành Enchanted Soul of Yama. Kích hoạt hiệu ứng của Enchanted Soul of Yama, Add Safara lên trên tay. Sau đó chúng ta sẽ kích hoạt hiệu ứng của tím ở dưới mộ tự Vanis bản thân triệu hồi đặc biệt lên lại Spirit of Jubel. Từ trên tay kích hoạt hiệu ứng của Savara phá hủy Spirit of Jubel và triệu hồi đặc biệt quái thú này. Khi bị phá hủy, Spirit of Jubel sẽ tiếp tục triệu hồi lại Jubel từ trong cột bài. Dùng Jubel và Savara để link summon thành Enchanted Soul of Rage và Savara sẽ set lá bài 7 Escape of the Enchanted từ trong deck lên trên sân. Cuối cùng triệu hồi đặc biệt Abosa bằng các quái thú ở trên sân ngoại trừ Enchanted Soul of Rage. Nếu trên sân chưa có Phantom hoặc Jubel chúng ta sẽ triệu hồi thêm và sau đó kết thúc lượt. Cuối cùng là cách chữa giấy cơ bản, combo 3, bạn chỉ có duy nhất một Dark Marketing Beast và một lá bài không thể sử dụng được. Trước hết, Normal Summon một Dark Marketing Beast và kích hoạt hiệu ứng. Add một Opening of Spirit Gates lên trên tay. Dùng hiệu ứng của lá bài phép và add một bản sao của Dark Marketing Beast lên trên tay, sau đó Normal Summon nó. Link summon hai quái thú trên sân triệu hồi đặc biệt Enchanted Soul of Yama. Kích hoạt hiệu ứng và add Enchanted Soul of Savara lên trên tay. Sau đó kích hoạt hiệu ứng của Opening of the Spirit Gates, bỏ đi lá bài và bạn không phải sử dụng và triệu hồi đặc biệt Dark Darkening Beast từ dưới mộ lên sân. Từ trên tay kích hoạt hiệu ứng của Savara phá hủy Dark Darkening Beast và triệu hồi đặc biệt lá quái thú này. Cuối cùng là Link Summon Enchanted Soul of Rage bằng hai quái thú duy nhất ở trên sân. Kích hoạt hiệu ứng của Savara ở dưới mộ, set lá bài Escape of the Enchanted từ trong deck lên trên sân. Đi qua ba combo cơ bản nhất của deck, chúng ta có thể nhìn nhận đây là một deck thích ứng nhanh với nhiều tình huống thông qua nhiều lựa chọn combo. Dù vậy, điểm yếu không phải là không có. Và tiếp theo là một số cách counter cơ bản khi bạn đối đầu với deck này. Cách 1, Evenly. Nếu bạn thường hay đi sau và gặp Jubel, bạn có thể cân nhắc đến việc sử dụng Evenly để hỏi bay bớt các quái thú có khả năng kiểm soát khá là khó chịu ở trên sân của đối thủ, hoặc cũng có thể là câu bớt đi này gây. Dù điều này không thể hủy diệt hoàn toàn deck Jubel, nhưng có thể làm lộ ra một số khoảng trống để combo mà bạn có thể tận dụng để giành lại quyền kiểm soát thế trận. Cách 2, Ron and Lockbird. Điểm yếu của khá là nhiều cột bài, lá bài này khiến cho đối thủ không thể thêm bài lên tay được nữa. Việc này sẽ làm giảm bớt đi khối lượng khống chế trên sân của đối thủ sau khi múa. Đồng thời, nếu đối thủ không để ý, có thể múa lỗi và bay luôn cả sân. Cách 3, chúng sinh bình đẳng, vạn vật hóa rùa, hóa trứng, hóa lava. Đúng vậy, các lá bài có hiệu ứng hiến tế bài của đối thủ sẽ khắc chế không chỉ deck Jubel mà còn rất nhiều deck khác ở thời điểm hiện tại nữa. Cách 4, chỉ tay hoặc là DD Crown. Thật ra đối với phương pháp này, chúng ta có rất nhiều chỗ để nhắm đến. Nhưng riêng mình sẽ nhấn tới Enchanted Soul of Rage. Khi lá bài này bị destroy bởi lá bài 7 Escape of the Enchanted, điều này sẽ hạn chế đi một hiệu ứng liên quái thú khá là khó chịu ấy. Cách 5, Snow Rabbit. Hàng trăm này sẽ tiễn ngay những lá bài phép quan trọng của bọn Jubel vừa miền cực lạc, nhưng vẫn có thể bị chặn bởi một số lá chỉ tay nhé. Các viewer còn cách nào nữa không? Comment xuống dưới là mọi người cũng biết đó nhé.
Phần tiếp theo sẽ là một số lưu ý cơ bản cho những bạn mới chơi Yubel. Để né Rune of Lockbrook, khi kích hoạt hiệu ứng của Spirit of Yubel, chúng ta hãy set thay vì là Add Nightmare Pain lên trên tay. Vì khi ăn Lockbrook, lá bài này sẽ không khỏi kích hoạt được hiệu ứng. Còn khi up lên trên sân, chúng ta có thể kích hoạt hiệu ứng này một cách bình thường và sau đó ăn Lockbrook sau. Khi kích hoạt lá bài 7 Escape of the Enchanted, chúng ta sẽ phá hủy Enchanted Soul of Rage và sau đó sẽ kích hoạt hiệu ứng của hai lá Enchanted ở dưới mộ. Add một quái thú lên trên tay, có thể là bông sen hoặc là hồi phục tài nguyên trong Extra Deck bằng cách thu hồi Phantom hoặc Yubel. Đồng thời triệu hồi đặc biệt Enchanted Soul of Rage lên lại trên sân. Và tiếp tục áp lực hiệu ứng liên quái thú của đối phương. Bạn có thể triệu hồi Phantom hoặc Yubel ngay đầu lượt main phase nhằm chặn đứng một lá hình trắc quái thú bất kỳ ở trên tay của đối phương. Khi trên tay bạn đang thừa hai lá Yubel mà không phải không dùng đến. Hiệu ứng hiến tế để triệu hồi được Spirit of Yubel của Samsara the Lotus không phải là quick effect. Nếu bạn bị ném effect Valor hoặc là Infinite vô đầu thì bạn không thể cho bông sen chain hiệu ứng vào rồi nhảy xuống mộ né thì gây được. Thay vào đó, bạn hãy tìm một cách nào đấy để đưa lá bài đến xuống mộ, sau đó triệu hồi đặc biệt lại để kích hoạt hiệu ứng của nó nhé. Còn không được thì thôi, mình biết làm gì nữa. Hiệu ứng bị phá hủy của các lá bài Yubel sẽ thường được kích hoạt nhiều lần một lượt. Trong khi một số hiệu ứng đặc thù như là hiệu ứng kéo bài của Spirit of Yubel chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi lượt thôi. Các man Yubel cho mình xin thêm một cái chỉ dẫn phía dưới comment nhé. Ở phần cuối chính là gameplay thực chiến. Cảm ơn vì đã xem đến đây. Cảm ơn các viewer rất nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. TTF thân sub cáo từ.